Lại xem vị thứ bảy, Nhuận Trạch Tịnh Hoa Chủ Giá Thần, Đắc Đại Từ Mẫn, Tỳ Chư Chúng Sanh Lệnh Tăng Trưởng Phước Đức Hải Giải Thoát Môn. Đức hiệu của Bồ Tát là Nhuận Trạch Tịnh Hoa. Ý nghĩa này đi tiếp theo vị Bồ Tát Diệu Nghiêm Hoàng Kế ở phần trước. Pháp môn của Ngài là giúp đỡ tất cả chúng sanh sanh khởi tịnh tín. Tịnh tín hoa, đức hiệu của Bồ Tát này là Nhuận Trạch Tịnh Hoa. Tịnh tín của bạn sanh khởi lên, Nhuận Trạch là phải giúp đỡ tịnh tín tăng trưởng. Mãi không suy thoái, đó chính là dũng mãnh tinh tấn. Đã nói trong pháp môn lục độ, tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Trong kinh luận, Phật nói với chúng ta về thiện căn. Phàm phu có ba thiện căn: vô tham, vô sân, vô si. Tất cả mọi thiện pháp trong lục đạo sanh ra từ căn này. Trong pháp xuất thế thì thiện căn của chư Phật Bồ Tát là tinh tấn. Nhuận Trạch biểu cho tinh tấn. Làm trọn ở đâu? Đại Từ Mẫn tế chư chúng sanh. Chính là Đại Từ Đại Bi. Cứu tế chúng sanh. Thâm nghĩa, mật nghĩa, quảng nghĩa trong lời này bạn có thể thể hội được sao? Khó, không thể hội được. Tại sao không thể hội được? Là vì bạn chưa phát tâm. Bạn thật sự phát tâm thì tự nhiên bạn có thể thể hội được. Từ bi, nói theo lời của người thời nay, là ái tâm. Ái niệm, ái hạnh. Người thế gian bây giờ nói tình yêu. Tại sao Phật không nói tình yêu mà phải nói từ bi? Từ bi với tình yêu về hình tượng không hai không khác. Khác nhau ở đâu? Khác nhau ở dụng tâm không giống. Từ bi là dùng đến chân tâm, ái tâm là dùng đến vọng tâm. Cho nên tình yêu này thường hay có biến đổi. Ngày nay thấy bạn vừa mắt thì yêu bạn, hôm sau thấy bạn không vừa mắt thì không yêu bạn, không đáng dựa vào. Từ bi là chân thật.
là vĩnh hằng, là bất thối. Cho dù chúng sanh bội nghiệp, làm chuyện tổn hại vô lượng vô biên, ái tâm của Phật Bồ Tát với họ vĩnh viễn bất biến, quyết không có hào phân giảm bớt. Đó gọi là từ bi. Chân tâm là chẳng thêm chẳng bớt, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng một chẳng khác, chẳng những chúng sanh lục đạo không có chân tâm, mà là dùng thức tâm. Tâm dụng của tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới vẫn là vọng tâm, chẳng qua họ có sự giác ngộ tương đối, họ là chánh giác. Vọng tâm dùng rất thuần chánh, hay nói cách khác, tiếp cận với tác dụng của chân tâm. Cái khó này có thể đáng quý. Khi phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, chân tâm hiển lộ. Từ đó về sau, dùng chân tâm, không dùng vọng tâm nữa. Pháp thân Bồ Tát không dùng vọng tâm, cho nên gọi là phần chứng tức Phật, xưng là chánh đẳng, chánh giác. Đẳng là bằng với chư Phật Như Lai. Sự từ bi khi đó gọi là đại từ đại bi. Do đó có thể biết, vào trong tứ thánh pháp giới có thể xứng đáng là từ bi. Mặc dù là dùng đến thức tâm, nhưng họ đã tiếp cận được chân tâm. Phải ghi nhớ, lục phàm không làm được điều này. Chúng ta học Phật không có gì khác, chính là phải nâng cảnh giới của mình lên, là nâng lên ở những chỗ này. Trong 26 thời, 6 căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, đối người, đối sự, đối vật, hay nói cách khác, nâng ái tâm của mình lên. Ái tâm của phàm phu, Phật gia cũng có phương tiện thuyết, nói rằng từ bi cũng có 4 loại từ bi. Trong đó thấp nhất gọi là ái duyên từ bi, chính là ái tâm mà người thế gian chúng ta nói. Tôi yêu họ, tôi đối với họ từ bi. Tôi không yêu họ, tôi đối với họ không từ bi. Ý nghĩa này như người bình thường nói là: tôi thấy họ vừa mắt thì tôi yêu thích, tôi yêu họ. Tôi thấy không vừa mắt thì tôi không thích, tôi không yêu họ. Sự tình là như thế. Cho nên hư tình giả ý, chúng ta phải thấy ra được chân tướng sự thật. Người khác tốt với chúng ta, yêu thương chúng ta, chúng ta đừng xem là thật. Biết là gì? Giả thôi. Qua mấy ngày họ sẽ dở quẻ. Người này hận chúng ta, căm ghét chúng ta, cũng đừng để bụng, cũng là giả thôi. Qua 2 ngày họ lại rất tốt với ta. Phàm phu mà. Phàm phu thì như đứa trẻ 2-3 tuổi vậy, làm sao bạn xem họ là thật chứ? Họ thay đổi không nhất định, chính họ không làm chủ được. Người nào nói với chúng ta mới có thể tin tưởng? À, là hạng trở lên. Tại sao? Ngài đắc chánh giác rồi.
chúng ta có thể tin tưởng. Mặc dù Ngài vẫn là dùng vọng tâm, nhưng vọng tâm của Ngài không thay đổi, dần tiếp cận chân thật. A-la-hán Bích Chi Phật, chúng ta đắc tội với Ngài, Ngài cũng không hận chúng ta. Chúng ta đến lúc có khổ nạn cầu Ngài, Ngài vẫn giang tay giúp đỡ bạn như nhau. Người tốt mà, họ không ghi hận. Chúng ta nâng sự phàm phu của mình lên đến cảnh giới này. Chúng ta tiếp xúc với nhân vật xung quanh, có vài người có ác ý đối với ta, có địch ý đối với ta. Nghĩ xem, ta dùng tâm gì đối với họ? Có phải là dùng ái tâm bình đẳng đối với họ không? Nghe nói họ có khó khăn, chúng ta có chủ động đến thăm hỏi, đến giúp đỡ hay không? Không nghĩ họ xấu. Tóm lại, trong niệm niệm đều nghĩ đến điều tốt của họ, không nghĩ đến lỗi lầm của họ. Đó gọi là tu hành, đó gọi là công phu đắc lực. Tâm của chính chúng ta thiện lương biết bao, thanh tịnh biết bao. Đây chính là bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp mà trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã dạy dỗ chúng ta. Tôi cũng khoác thêm câu này: bất dung hào phân, bất tịnh giáp tạp. Tâm của chúng ta phải thuần tịnh, thuần thiện, hướng đi theo điều này, hướng theo thuần tịnh, thuần thiện nâng lên. Con đường này của chúng ta là đúng, đó là đạo Bồ Đề chân chánh, đó là đạo Bồ Tát chân chánh, là con đường thành Phật. Ngàn vạn đừng sai lầm rằng họ không tốt với tôi tốt với họ làm gì. Vậy là bạn sai rồi, đó là tự mình cam chịu đọa lạc. Còn có ý nghĩ này thì bạn tu hành muốn chứng quả Phật, nói rằng cần phải mất bao lâu? Vô lượng kiếp. Chúng ta tu hành là tu điều gì? Chính là tu điều này. Đó là tu tâm đại từ bi chân chánh. Tỷ dư chúng sanh là cứu tỷ tất cả chúng sanh, trong tất cả các chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh có ác ý với ta, chúng sanh có tâm bất thiện, hành vi bất thiện đối với ta. Chúng ta có tâm từ bi hay không? Tâm từ bi thật hay không? Tâm từ bi thuần hay không? Khám nghiệm ngay ở chỗ này. Đó là chân dụng công, chân công phu. Không chỉ là phải phát tâm này, Bồ Tát ở đây còn đặc biệt chỉ thị cho chúng ta một phương hướng, một nguyên tắc: lệnh tăng trưởng phước đức hải. Họ đối với ta là thù hằn, ta giúp đỡ họ tăng trưởng phước đức, tăng trưởng phước đức sâu rộng, vô lượng vô biên. Hải ở đây là tỷ dụ. Vậy mới hiển thị ra tâm lượng của chúng ta, mới hiển thị ra chân thành xử sự đãi người tiếp vật của chúng ta.
cần phải học tập điều này, học tập trong đời sống, học tập trong công việc, học tập trong xử sự đãi người tiếp vật, học tập chính là tu hành, học theo làm Bồ Tát, học sống cuộc đời của Bồ Tát, học sự tồn tâm của Bồ Tát. Học hành vi của Bồ Tát. Không cầu tăng trưởng phước đức của mình, mà yêu cầu tăng trưởng phước đức của người khác, thì là đúng. Thanh Lương Đại Sư chú giải trong đoạn này nói: từ nhãn thị vật cố phước tụ vô lượng. Hai câu này nói hay lắm. Chúng ta phải dùng mắt đại từ mẫn nhìn tất cả chúng sanh. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, phải dùng mắt đại từ bi để nhìn. Phước đức của bạn lớn lắm. Bạn dùng từ nhãn nhìn chúng sanh, chúng sanh cũng dùng từ nhãn báo đáp bạn. Hoàng thân trái chủ thế nào cũng hóa giải được. Đối địch thế nào đến đây cũng được giải hòa cả. Trong nhiều buổi giảng, tôi thường khuyên các đồng học rằng: tâm chân thành thanh tịnh, không bị độc hại, sẽ không chấp nhận độc hại. Tâm đại từ bi có thể hóa giải độc hại, làm tan rã hóa giải độc hại. Chúng ta ngày nay nói độc hại, phương pháp hay nhất giải độc là gì? Đại từ đại bi. Tất cả mọi oan độc đều giải trừ rồi, tâm của mình thanh tịnh bình đẳng, không chịu độc hại. Chính mình không chịu, tâm đại từ bi hóa giải độc hại bên ngoài. Cho nên phước tụ vô lượng. Câu tiếp theo ngài Thanh Lương nói: từ tắc điềm hòa di duyệt. Đó là nói biểu hiện của người đại từ bi, dáng vẻ họ biểu hiện là gì? Là giống như Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát là từ thị Bồ Tát, mặt tràn đầy nụ cười. Bất luận với người nào cũng đều là một vẻ hòa khí cả. Cho nên phước báo của ngài lớn,